Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn, bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quê hòe thịnh vượng, thọ trường vương hành. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con nguyện tộc tâm thành dâng lên. Con dâng lên bái yết tổ tiên, tri ân công đức tổ tiên. Nguyện tộc con cháu chúng con tâm thành dâng lên, con dâng lên bái yết tổ tiên. Nguyễn tộc con tiết lễ tình cao ý an. Họ Nguyễn con tiết lễ tình cao, mời tiên tổ hồi hương nay giáng đàn. Ơn tổ tiên trồng cây gây hạt từ đường ta, ngào ngạt hương hoa ngày hôm nay. Con cháu khắp gần xa kính thưa anh linh tiên tổ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các thím, kính thưa các thế hệ bà cô cháu gái cùng toàn thể dòng tộc. Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn, biển cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Nhờ có gốc bền rễ sâu mà cây mới tươi cành xanh lá, mới sai quả nặng bông và có nhiều hoa thơm trái ngọt. Nhờ có nguồn trong mát dạt dào mà sông suối mới có nước không bao giờ vơi cạn. Con người cũng vậy, phải có tổ, có tiên, có ông, có bà mới có cha mẹ, rồi đến con cháu.
thấm nhuần truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Từ bao đời nay, các thế hệ con cháu họ Nguyễn Phúc đã gắn bó với nơi ngọn nguồn của dòng tộc, luôn hướng về cội nguồn và lấy việc tôn kính tổ tiên làm quý trọng. Từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người, vẫn nhớ rằng nhờ hồng phúc của tổ tiên mà con cháu tiến bộ trưởng thành. Tổ tiên xưa vun trồng đức lớn, con cháu nay gìn giữ nhớ ơn sâu. Trong không khí tưng bừng phấn khởi, mừng đảng, mừng xuân, thực hiện kế hoạch rước văn khao xuân tế tổ của dòng tộc Nguyễn Phúc, hôm nay, ngày 3 tháng 2 năm 2023, tức ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão, hậu duệ tôn đời thứ 10 đến đời thứ 14 cùng các thế hệ bà cô, cháu gái, trai dâu, gái rể trong dòng tộc tổ chức lễ rước văn về tổ đường để khao xuân tế tổ nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 10 năm tái thiết tổ đường. Về dự buổi lễ rước văn khao xuân tế tổ nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng có các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các thím, các thế hệ bà cô cháu cái cùng toàn thể dòng tộc. Đề nghị các vị đại biểu nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho dòng họ nên nổi ba hồi chiêng trống để khai mạc lễ rước văn khao xuân tế tổ của dòng tộc Nguyễn Phúc về tổ đường. Xin được trân trọng kính mời. Kính mời ông Nguyễn Phúc cùng đại diện dòng tộc Nguyễn Phúc nên dâng tấm lễ kính lễ gia tiên gia đình ông bà Nguyễn Phúc Bình. Xin được trân trọng kính mời ông. Anh em, dâu rể, trai gái trong dòng họ Nguyễn Phúc, trong không khí tưng bừng phấn khởi, mừng đảng, mừng xuân, thực hiện kế hoạch rước văn khao xuân tế tổ của dòng tộc Nguyễn Phúc. Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2023, tức là ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão, hậu duệ tôn đời thứ 10 đến đời thứ 14 cùng các thế hệ bà cô, cháu gái, trai râu gái rể trong dòng tộc tổ chức rước văn về tổ đường để khao xuân tế tổ nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023, kỷ niệm 10 năm xây dựng tổ đường. Rất vinh dự cho đại gia đình chúng tôi nhờ hồng phúc ấm tiên tổ được sự tín nhiệm của dòng họ chọn gia đình chúng tôi là nơi điểm đầu để diễn ra lễ rước văn khao xuân tế tổ của dòng tộc Nguyễn Phúc. Thay mặt cho gia đình,
chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị quý khách. Mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc lễ khao xuân tế tổ kỷ niệm 10 năm xây dựng tổ đường thành công rực rỡ. Trân trọng, xin trân trọng cảm ơn. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn đoàn lân sư. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đoàn trống lớn.
đề nghị quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đoàn kèn đồng sẽ vào kính lễ gia tiên gia đình ông bà Nguyễn Phúc Bình. Nguyễn tộc con tiết lễ tình người.
ngày giã đàn. Ơn tổ tiên trồng cây gây hạt từ đường ta, ngào ngạt hương hoa ngày hôm nay, con cháu khắp gần xa. Một nhà đông vui, ơn tổ tiên như trời như bể mở ra đường, thế hệ mãi sau hôm nay phấn khởi bội phần, nguyễn lý tộc con cháu ơi quây quần bên dòng gia phả đời đời nối tiếp, nay chữ thánh hiền chọn đạo tối linh, cầu ca sâu nặng nghĩa tình, tổ tiên vun đắp công trình siết bao. Lòng nhường dưới kính trên, sướng vui cùng hưởng, lo buồn chịu chung, hiểu nghĩa tâm muốn đời nhớ mãi, cho cháu con được hưởng vinh hoa, nay ơn nhờ hồng phúc của ông cha. Khởi dâng câu ca thành mời, mời tiên tổ về đây chứng giám phù hộ cho dòng họ vẻ vang, trẻ già trai gái non lộc tài phú quý, vinh hoa thọ trường. Nay tự hào nguyễn tộc họ ta, cùng nhau mà gìn giữ quốc gia muôn đời, dòng họ ta xanh tươi mãi mãi đời nối đời, ta phải ghi sâu nhớ cầu bách điều quy già, trăm khe ngàn suối dồn vào một người sống ý à. Ơn tổ tiên vun trồng cây đức cho cháu con nhờ phúc của ông cha, chúng con dâng tấm lòng thành
nguyện xin tiên tổ độ trì chứng minh nghi, độ cho dòng họ khang ninh. Đổ cho dòng họ Khang Ninh làm ăn tiến tới con đường gần xa, tay ương hạn ách đều qua. Tay ương hạn ách đều qua cung đàn con hát lời ca tấu trình, đội ơn tiên tổ anh linh. Ý a a a a tái ương ngàn nách đều qua cung đàn con hát lời ca tấu trình, đội ơn tiên tổ anh linh. Đội ơn tiên tổ anh linh.
rừng xây nước non đẹp tươi, từ rừng núi cao tới biển đảo xa, Nam quốc sơn hà Nam mê cương. Là nông dân trên ruộng đồng, là công nhân trong nhà máy, chỉ đứng danh nhân liền tài khoa học, vinh quân tương quốc danh sĩ văn nhân, nguyên du nguyên trai. Dòng họ tinh lý trần lê chung tay dựng xây nước non đẹp tươi, từ rừng núi cao tới biển đảo xa, Nam quốc sơn hà Nam mê cương. Em nói em đây. Là nông dân trên ruộng đồng, là công nhân trong nhà máy, chỉ đứng doanh nhân hiện tại khoa học, minh quân tương quốc danh sĩ văn nhân. Tôi tự hào là dân nước Việt, xứng danh bao đời họ Nguyễn Việt Nam. Cùng bao dòng họ đinh lý trần lê, chung tay dựng xây nước non đẹp tươi, từ rừng núi cao tới biển đảo xa, Nam quốc sơn hà Nam mê dân trên ruộng đồng, là công nhân trong nhà máy, chỉ đứng doanh nhân hiện tại khoa học, minh quân tương quốc danh sĩ văn nhân, nguyên do nguyên trai sự danh liêu danh quê văn xa mới tiếp mây tự hào. Họ miền Trung tôi tiếp vương trai tiếp trang sự mới thời đại. Tình như chung một nhà.
sáng ngời, mấy chục triệu người cháu con họ Nguyễn nhớ ngày giỗ cung kính thành tâm tri ân tổ đường, nguyện đồng lòng xây đắp mi nên nơi cùng thờ tổ tiên đoàn hòa. Nguyện cầu cầu tiên tối ở về trong cháu con sum vầy, xin độ trì cháu con tài đức xây đất nước đổi mới đẹp tươi sương vui mạnh giàu, lòng thành cầu quý vinh hoa cho đời đời tiếng ca rộn ràng. Là người người họ Nguyễn đi ở Việt Nam vẻ vang tự hào, qua bao thăng trầm qua bao biển cô với tổ tiên đã đóng góp dựng xây nước non này, nhiều hiện tại chỉ dũng xưa nay ta tự hào ghi ơn tự hào, ta tự hào ghi ơn tự
đại diện cho dòng họ đến dự lễ. Thank you.
Thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn các bác các anh trong đội Vũ Đân đã về dâng hương và búa mừng tiên tổ. Xin mời các bác các anh ngồi uống nước để họ tôi được tiếp đón. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu đội trống gà rồng vào thắp hương và mừng tiên tổ. Xin được cảm ơn các bác các anh trong chúng cộng đồng và xin mời các bác các anh chúng ta ngồi uống nước để họ tôi được nói tiếp. Bái tiên tổ họ Nguyễn Phúc. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể con cháu họ tộc dòng họ Nguyễn Phúc. Lời đầu tiên cho phép con được gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể dòng họ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay rất vinh dự cho hội chúng con được về đây rước lễ và dâng hương chiêm bái tiên tổ dòng họ Nguyễn Phúc đại tộc. Giờ đây chúng con xin thắp nén hương trầm kính dân Bồ Tát Quan Âm, hương trầm nghi ngút lòng thành con dân, nguyện cầu Đức Phật từ bi, cứu hộ cứu nạn cho dòng họ Nguyễn Phúc đại tộc được dạng người. Một vị nên dân hương trầm. Thank you.
của đội chúng con đến đây đã hoàn tất. Một lần nữa xin được kính chúc dòng họ Nguyễn Phúc một năm mới tấn tài, tấn lộc, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, phần dâng lễ dâng hương tiên tổ đã đầy đủ, thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn các cụ, ông, bác, bà, các gia đình, ban lễ nam quan, nữ quan, đội già, bố thân, đội kèn đồng, đội chúng cà rùng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa anh linh tiên tổ, kính thưa các vị quý khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà và cô, cháu gái cùng toàn thể anh em, râu rể, trai gái trong dòng họ. Kính thưa các vị đại biểu, trong không khí tưng bừng, mừng đảng, mừng xuân của những ngày đầu năm Quý Mão, Tết đến xuân về, hoa đào, hoa mai, vui nở, từ đời xưa ông cha ta đã có phong tục tập quán, nay đã trở thành truyền thống cứ vào dịp hàng năm. Lễ hội được mở ra khắp nơi, lễ hội được tổ chức vào mùa xuân, không khí trời đất giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, lòng người hân hoan. Có thể nói, cái nền văn hóa hết sức phong phú, lễ hội được coi là thời điểm tuấn nhất, tâm cường nhất, với nghi lễ, tôn nghiêm và thuần việt lâu đời nhất. Lễ hội mang tính cộng đồng sâu sắc, nó là đỉnh cao của sự đoàn kết hòa hợp, vì một ước, nguyện chung, sự tôn vinh về cộng đồng, tri ân với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, sự phồn vinh của mọi người, mọi nhà, khao xuân lễ tổ tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong dòng họ. Mọi người, mọi nhà, xa cũng như gần đều về đây sum họp, lòng người như rộng mở, tình người như ấm thêm, quên đi những mệt nhọc vất vả trong công tác, lao động, đặc biệt, trai dâu gái rể, con cháu trong dòng họ cùng nhau quây quần dưới mái đường để dâng lên những nén hương thơm, báo công với tiên tổ những thành quả đạt được qua một năm học tập công tác lao động, để tổ tiên vui mừng ban hồng phúc cho những năm tiếp theo. Mọi người, mọi nhà đều mạnh khỏe, đoàn kết, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, mùa màng bội thu. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các cụ, ông, các bà cùng dòng họ, với ý nghĩa thiêng liêng trọng đại đó, được sự đoàn kết thống nhất của các cụ, con cháu trong dòng họ Nguyễn Phúc chúng ta, xa cũng như gần, hội đồng gia tộc quyết định tổ chức khao xuân rất văn tế tổ kỷ niệm 10 năm tái thiết từ đường vào ngày 13, 14 tháng riêng năm Quý Mão về dự khao xuân kỷ niệm 10 năm tái thiết quê từ đường. Hôm nay ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt chào mừng ông Nguyễn Phúc Bình, trưởng tộc, các ông, các bác, các chú, các anh trong hội đồng gia tộc, các cụ lão thành cao niên trong đồng tộc về dự chỉ đạo lễ hội. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt chào mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin được giới thiệu và nhiệt chào mừng các bà cô, cháu gái, dâu rể, nam nữ, các thành viên trong dòng họ xa cũng như gần về dự đông đủ. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt chào mừng. Đặc biệt, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và chào mừng các gia đình liên song cùng nhà chung của dòng họ: gia đình ông Đặng Văn Kim, gia đình ông Đặng Văn Tý, gia đình bà Phạm Thị Quỳnh và gia đình ông Đấy. Các ông, các bà đã mất chút thời gian về dự khao xuân tế tổ, họ chúng tôi được cảm ơn và nhiệt cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phúc Ban, chủ tịch hội đồng gia tộc, đại diện cho dòng tộc, nên đọc diễn văn khai mạc khao xuân tế tổ kỷ niệm 10 năm tái thiết ngôi từ đường dòng họ Nguyễn Phúc. Xin trân trọng kính mời ông. An ninh tiên tổ, kính thưa an ninh các anh hùng liệt sĩ họ Nguyễn Phúc, kính thưa các vị đại biểu, các cụ bậc cao niên, bà cô, cháu gái, trai dâu, anh em, con cháu trong dòng họ Nguyễn Phúc, vào tháng riêng chào đón một mùa xuân mới, xuân Quý Mão năm 2023 tiến tới kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê hương thì chẳng có năm đang từng ngày khởi sắc đổi mới, đi lên phát triển giàu đẹp và văn minh. Hôm nay tiết trời mưa xuân tràn đầy sinh khí hồn thiêng nơi tổ đường Nguyễn Phúc, tọa đạo trên mảnh đất tổ dân phố Nam Linh, thị trấn Quân Lâm. Sau 10 năm tái thiết từ đường vẫn giữ nguyên vẻ dáng đẹp uy nghi đẹp đẽ, được sự nhất trí
cho phép của chính quyền thị trấn Quân Âm, toàn thể con cháu họ Nguyễn Phúc khắp mọi miền đất nước về tụ đông đảo về đây long trọng tổ chức lễ khao xuân tế tổ và kỷ niệm 10 năm tái thiết xây dựng lực lượng của dòng họ. Dù ai ra bắc vào nam, đến ngày khao tổ nhớ luôn mà về, vầng mặt người phương được lỡ đức tổ tông quân thổ sáng ngời. Vào thế kỷ 17, thái tổ cả cụ Nguyễn Phúc Đa cùng nước thủy tổ một số dòng họ khác từ miền Địa Thanh, từ Đan Dược Hà Tây đi theo dọc miền đất sông Hồng, Hà Nam Trường Sa ra biển cả về quê hương nơi Quất Lâm khai hoang lập ấp đặt tên là Quất Lâm Hạ. Để ghi nhớ khắc sâu cố hương thái tổ thảo, chúng ta đã chọn nơi đây là điểm dừng chân để ăn cư sinh cơ nằm liệu. Cuộc sống chính ban đầu bằng nghề đánh bắt tôm cua biển, trồng ngô khoai, sắn, lúa nước, nghề làm muối để sinh sống. Truyền thống đội cà kheo là biểu tượng đại diện cho nghề bắt tôm cá biển của tổ tiên ông cha ta ngày xưa. Trải qua bao thăng trầm và lịch sử, ông cha ta đã đổ xuống rất nhiều, biết bao nhiêu mồ hôi sức và trí tuệ, vượt qua bao nhiêu gian khó phong ba ba tác, gian khó để đổi lấy nương cơm manh áo. Dần dần cuộc sống đã cải thiện, từ mảnh đất 1.200 m² nhà thiêng liêng nơi đây thái tổ thảo đã khai sáng ra dòng họ Nguyễn Phúc. Đến nay có 130 xuất linh và trên 450 nhân khẩu và 14 đời con cháu nối nghiệp xây dựng phục thờ để giữ gìn đạo lý thương yêu uống nước nhân nguồn, tri ân công đức của tổ tiên năm 1717. Linh đạo mặc dù lúc đó kinh tế khó khăn, các bậc tiên tổ hiền nhân tổ chức ngôi từ đường ba gian nhà gỗ để phục sự tổ tiên sau gần 300 năm do biến cố tác động và thiên tai thời gian, từ đường họ xuống cấp dần. Mặc dù đã nhiều trung tu nâng cấp, nhiều lần xong đã kinh tế có hạn nên cũng chỉ khắc phục và bảo tồn tạm thời để theo nguyện vọng của con cháu trong dòng họ quyết định tổ chức tái xây dựng lại từ đường làm nơi phục sự tổ tiên được tôn nghiêm và phù hợp để theo xu hướng phát triển của thời đại mới. Ngày 5/2/2012, lễ giải bảo giải phóng mặt bằng chính thức được đặt tiến hành vào lúc 5 giờ sáng ngày 14/2/2012. Viên gạch đầu tiên được đặt xuống nền móng công trình, toàn họ đã đoàn kết đồng tâm hợp tác, tập trung cao tinh thần trí tuệ với những cử chỉ cao đẹp, những tấm lòng vàng, bàn tay vàng và những khối óc thông minh đã sáng tạo, đã góp sức tiền của tiến cúng hiện vật. Chỉ một thời gian 9 tháng, công trình đã làm xong quy mô kiên cố và kiến trúc hiện đại. Đường nét hoa văn cổ kính truyền thống mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với ánh sáng đèn thờ sang trọng, đồ thờ cao cấp, làm cho vua Từ Đường dáng vẻ bên ngoài, nội thất bên trong bố trí làm cho như tổng giá trị công trình xây dựng là 1.800.000.000 đồng. Đó là thành quả uống nước nhớ nguồn của sự tinh kế và trí tuệ đạo đức cao quý từ bao đời nay ông cha ta đã để lại lưu truyền đến các thế hệ con cháu trong dòng họ hôm nay và mãi mãi về sau. Thật đúng là dòng máu đổ như sông, cùng trong dòng tộc con, cùng không trong một tộc cháu con một nhà. Cho dù bá tắc phong ba, đồng tâm đoàn kết vượt qua thác lần, cũng như ngôn ngữ có câu: cha con đồng nằm thì đất cũng thành vàng, anh em đồng sức thì đá cũng hóa mộc. Kính thưa các vị đại biểu, toàn tôn thống của dòng họ Nguyễn Phúc, năm thái tổ cả họ Nguyễn Phúc đưa vào xây năm 1979 do biến cố thời gian tác động ảnh hưởng thiên tai làm cho năng xuống thấp, toàn họ đã tổ chức vào năm 2000 và quy mô kiên cố hiện đại, nâng cấp cải tạo mở rộng ốp nát và đường kính an gian và đẹp năm hiện nay vững chắc bề thế uy như và tổng giá trị nâng cấp 2 lần bằng 150 triệu. Sau 10 năm xây dựng từ đường, họ đã xây dựng được nhà hội đồng truyền thống mái bằng tổng chính tường đào, dựng cột cờ nhà họ cần
công trình phụ tổng giá trị là 400 triệu đồng. Họ xin ghi nhận tất cả các gia đình có tấm lòng làm, hảo tâm ủng hộ cho dòng họ, ghi nhận vào sổ công đức lưu truyền cho các đời sau. Kính thưa các vị đại biểu, toàn thể tôn thống họ Nguyễn Phúc đi cùng với thăng trầm lịch sử của quê hương đất nước. Mặc dù trong hoàn cảnh nào, con cháu họ Nguyễn Phúc vẫn một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ kính yêu, dẫn đường chỉ lối khi tổ quốc cần, thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, biên giới và của tổ quốc. Toàn họ có 4 anh hùng liệt sĩ, anh hùng hy sinh chiến đấu vì nền độc lập tự do và dân tộc. Về đời thường còn nhiều thương binh, bệnh binh, chất độc da cam, các cựu chiến binh, cựu quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, cống hiến một phần sức lực của thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng và dân tộc. Với truyền thống quý báu bao đời nay mà tổ tiên ông cha ta đã để lại và giữ gìn, đó là nề nếp phong với tổ tiên bất phật thanh thành và sau trong dòng họ Nguyễn chúng ta, niềm vinh dự về học tập và cống hiến tài năng trí tuệ cho quê hương và đất nước, mang niềm vinh quang cho gia đình và dòng họ. Chúng ông cha ta và xưa nay cũng xuất hiện và những tinh hoa bảo đẹp và những người con của dòng họ đã học cao thành đạt, công tác học tập năng động sản xuất, góp phần xây dựng đất nước và quê hương. Tổ tiên lưu giữ phúc hồng để cho đạt nữ con đồng cháu tiên, lớp hậu dạy con cháu của thái tổ Hảo ngày nay đã làm nên kỳ diệu trong hồng phúc quá khứ của ông cha ta, song cũng phải còn phát huy hơn nữa, đồng thời phải có trách nhiệm quản lý tu sửa gìn giữ các công trình từ đường năng mộ, coi đó là một di sản quý báu thiêng liêng ngàn đời của tổ tiên ông cha ta để lại. Lớp con cháu dòng họ hiện nay được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc chính là nhờ phúc ấm tổ tiên. Toàn thể con cháu họ Nguyễn mãi mãi nhớ ơn tổ tiên ông cha ta đã dày công sáng lập, dâng khi dâng nén hương thơm tưởng nhớ các cụ bậc tiên tổ. Chúng ta tưởng như các cụ trên cõi hồng nai đang mỉm cười, thì con cháu của mình từ đây đã trở thành một vườn cây đầy hoa thơm quả ngọt. Xin kính chúc các vị đại biểu toàn thể cha chú con cháu trong dòng họ nơi mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc. Thay mặt cho hội đồng gia tộc, ban tổ chức, ông chủ tộc, tôi xin trịnh trọng công bố lễ khao xuân tế tổ kỷ niệm 10 năm tái thiết từ đường họ Nguyễn Phúc được bắt đầu.